Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Hôm nay là ngày đầu tuần, em xin chúc các bác có một ngày đầu tuần vui vẻ cũng như làm việc hăng say và hiệu quả, đạt công việc, đạt tối đa cái tiến độ trong công việc, mọi thứ suôn sẻ nhất. Ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bác một bộ sản phẩm cũng đến từ thương hiệu Victor. Trước đây trên kênh của em thì cũng đã có một video nói về bộ này rồi. Tuy nhiên thì đây là một bộ dàn khác về hàng và em sẽ luôn luôn ưu tiên cho tất cả mọi bộ dàn hoặc những thiết bị đầu giải mã về hàng bên em sẽ có một video test cũng như giới thiệu tới các bác. Hoặc best nhất thì em cũng phải có ảnh chi tiết thực tế để các bác có thể hình dung đối với những khách hàng ở xa. Và đặc biệt là cái phong cách bán hàng cũng như cái lượng khách hàng của em thì có đến khoảng 80% là khách hàng ở tỉnh ủng hộ. Vì thế nên là cái ảnh chi tiết cũng như cái video clip test là hai thứ cực quan trọng cho anh em ở xa có thể tin tưởng để mua hàng. Bộ dàn này được test theo yêu cầu của một bác khách ở trên Việt Trì và đây là một bộ sản phẩm có tên mã là Victor A150. Trước đây ở trên kênh của em thì đã có một bộ giới thiệu với các bác và bộ đấy đã được một anh khách ở trên Nương Tài Bắc Ninh thì phải, em nhớ không nhầm, thì anh đã mua và sử dụng cũng như sưu tầm cho cái không gian của mình. Thiết bị này về hàng thì đầy đủ phụ kiện, chỉ thiếu hộp xốp hơn so với bộ kia thôi. Tuy nhiên thì mức giá nó cũng sẽ giảm đi một chút so với cái bộ kia, đó là 24,5 triệu. Đó. Victor A150 được thiết kế và sản xuất với hai thớt đầu máy âm ly và CD. Và các bác có thể thấy luôn, em sẽ quay cận cảnh để các bác có thể tham khảo về hình thức một chút. Thiết bị này về hàng cũng đầy đủ hai dây căng nhé. Hiện tại em đang tháo cũng như khiển zin này. Khiển zin trên con Victor này thì còn được thiết kế bằng tiếng Anh rất là dễ dùng so với phiên bản trước bằng tiếng Nhật. Đây là cái hình thức của đầu máy CD A150. Chúng ta sẽ có một đầu máy đọc có khả năng đọc cả CD cả DVD, xuất hình theo dạng HDMI rất là tiện, công nghệ hỗ trợ âm thanh Dolby Digital và DTS 2.0. Ngoài ra thì nó còn đọc được cả USB với cái định dạng nhạc MP3. Ở đây tất cả những nút tùy chỉnh mặt trước là được làm bằng phanh nhôm xước các bác nhá. Phía trên của máy rất là đẹp, bộ này cũng đẹp không khác gì bộ kia. Và chúng ta sẽ có một chiếc âm ly với thiết kế cân xứng như thế, công nghệ âm ly Diode này, công nghệ K2 giải mã này, và núm vặn ở trịch tâm thì vẫn còn rất là đẹp. Tuy nhiên thì trên tất cả những cái sản phẩm của Victor nói chung, đây là cái nhược điểm lớn nhất của thiết bị này, đó là cái đèn màn hình của âm ly lúc nào nó cũng bị mờ hơn một chút. Nó sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng và em cũng sẽ giải thích luôn cho các bác là tại sao lại mờ như thế. Tại vì như này đây, âm ly của Victor luôn được thiết kế một cái chế độ chờ standby để chúng ta có thể cài đặt giờ sáng liên tục, coi như là một cái đồng hồ báo thức, một cái đồng hồ giờ. Và khi chúng ta tắt máy đi, đó, khi chúng ta tắt máy đi, các bác có thể thấy cái chữ standby này nó vẫn còn sáng và nó sẽ nhấp nháy liên tục cái đồng hồ, các bác có thể nhìn thấy. Đó, các bác nhìn thấy nó nhấp nháy chưa? Đây chính là cái lý do vì sao mà cái đèn của âm ly Victor A150 cũng như A250, A300 và những sản phẩm Victor nói chung nó bị tối màu, vì cái bóng nó bị già trong quá trình sử dụng. Đây là cái bệnh chung của cái dòng thiết bị này. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới cái chất âm. Ngoài ra thì với cái mức đèn nền như này thì các bác vẫn có thể nhìn thấy thoải mái, không đến mức mà chúng ta sẽ không nhìn thấy gì cả. Âm ly thì được trang bị công nghệ Beware. Đánh với cặp loa zin này thì chúng ta sẽ kết nối dạng Beware với hai cầu khác nhau. Một cầu trên là cầu đảm nhiệm đường chép, còn ở dưới là subwoofer. Chúng ta sẽ nối hai thiết bị này với một sợi cáp quang. Ngoài ra thì con Victor A150 CD kia có xuất HDMI lên TV lấy hình ảnh tín hiệu tốt nhất. Chúng ta sẽ có thêm một đường sub out cho cái thiết bị này, có thể gắn sub khi mà các bác cần thiết cái tiếng bass nó tốt hơn. Ngoài ra chúng ta sẽ có AV in, AV out và một đường DVD với chân RCA nữa. Đó. Đây là cái thông tin của đầu máy CD và âm ly. Chúng ta sẽ có một cặp loa Victor A150 với hình thức rất là đẹp, hình thức đánh giá khoảng 96%, loa hai đường tiếng. Kích thước chiều cao của loa là 30 cm, chiều rộng của loa là khoảng 20 và chiều sâu là 23 cm. Loa sử dụng hai đường tiếng với đường subwoofer là khoảng đường kính khoảng 10 cm, đường chép dome cũng bằng gỗ, đường kính 2.5. Đây là hình thức cặp loa bên này, các bác cũng có thể tham khảo luôn. Đó, hình thức đồng tổng thể bộ dàn em đánh giá khoảng 96-97%, kèm khiển zin đi kèm. Bộ này ngoài cái khả năng chơi nhạc từ CD cũng như USB thì các bạn có thể chơi nhạc từ Smart TV với cái đường cáp quang cắm vào rất là tiện. Bây giờ sẽ test lại cho các bạn một bản nhạc vàng nhé. Thank you.
cũng có nhiều bác góp ý với em ở trên kênh YouTube. Khi mà em test nhạc này, thực ra là các bác góp ý thì em cũng rất cảm ơn thôi. Ví dụ như các bác góp ý là bộ dàn này không nên test ca sĩ này hoặc test ca sĩ kia, làm vứt đi bộ dàn hoặc là làm mất cái hay của nó. Thực ra là em xin chia sẻ luôn là ca sĩ em test thì cũng tùy, tại vì là có thể anh em không thích ca sĩ đó nhưng mà người khác lại thích ca sĩ đó, nên là anh em nếu mà cảm thấy video này test những bài này nó không hợp thì anh em có thể bỏ qua. Còn nếu mà các bác bình phẩm là vứt đi bộ dàn hoặc là mất cái giá trị thì thực ra là em cũng không biết nói gì hơn, cũng như là phải test lại. Thì em chỉ chia sẻ luôn là cái nhạc test ấy thì nó sẽ là cho nhiều người nghe chứ không riêng gì từng dòng nhạc khác nhau các bác nhé. Anh thêm sao xuyên
đó hoài. Đã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn. Biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xuôi cho ngang cách. Chiều nay trở lại trong tay mình nói ta đêm thơ. Cành xưa anh viết anh khắc tên em. Chiều nay kết nguyện cho tấm em tình những người còn đi xa. Cành xưa anh viết anh khắc tên em. Chiều nay kết nguyện còn đi xa. Ok, bộ dàn Victor EXA150 này với mức giá là 24,5 triệu. Bạn nào quan tâm tới thiết bị này thì có thể liên hệ tới số hotline về bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.